Điều 17 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân. Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản. Quyền sở hữu, quyền thừa kế, quyền khác đối với tài sản. Quyền tham gia dân sự có nghĩa vụ phát sinh từ nghĩa vụ đó. Article 17. Contents of the legal personality of a natural person. 1. Personal rights not associated with property, and personal rights associated with property. 2. Ownership rights, inheritance rights and other rights with respect to property. 3. Rights to participate in civil relations and to assume obligations arising out of such relations. Article